thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì Minh sẽ dẫn mọi người vào bếp làm một món ăn, đó là bầu hấp nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ làm tất tần tật đều tất cả là bầu hết, vì nhà bữa trước qua nhà anh Tư á, và đi qua nhà bạn chơi á, có xin mấy trái bầu về nhiều quá và hiện tại bây giờ ăn vẫn chưa có hết. Thì đây bầu này á, một chút xíu nữa mình sẽ luộc mình ăn với thịt gà kho sả. Rồi á, còn á mình sẽ làm một trái bầu hấp, mình quay cho các bạn xem nha. Á đục. Nói cho đã quên bấm máy luôn rồi mày. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái món bầu hấp. Đây nè các bạn, cái trái bầu nè, mình đã cắt tỉa nè mọi người. Mình cắt tỉa xong cái đầu cái mình lấy cái cuốn ở trên này nè, mình làm cái tay cầm đó các bạn. Thấy không? Dễ thương không? Đó. Mình làm tay cầm để khi mình hấp á, cái mình dở lên mình ăn thì nó sẽ không có bị nóng cái tay hoặc là nó bị bể cái này ha. Thì đây là cái thịt bầm. Ông xã mình ông đã ướp gia vị rồi, hành và nấm mèo rồi tiêu tỏi gì đó anh nêm hết rồi. Rồi bắt đầu một chút nữa mình sẽ để cái này thì mình dò viên cái đó lại và mình gãi cái này lên, xong mình bỏ cái thịt bầm lên đây các bạn cùng với hành ha. Rồi mình mời tất cả mọi người cùng xem mình thực hiện nha. Rồi bây giờ mình sẽ dở trái bầu ra nha các bạn. Rồi mình sẽ rải một lớp cà rốt ở dưới này ha, làm cái đệm. Thứ nhất là cái đệm cho nó đẹp, thứ hai nữa là cho nó ngọt nước luôn các bạn. Chút nữa mình ăn luôn cái rồi cà rốt này luôn mọi người. Rồi xong rồi, còn phần này thì mình sẽ dò viên nè, mình sẽ dò viên thành cục. Các bạn dò thành từ cục vậy nha, để vô đây, để vô cứ thế mà mình làm ha. Rồi bắt đầu mình làm thành từng lớp các bạn ha. Nó chảy mùi thơm. Trời ơi đẹp quá. Nhìn đẹp phú hồng luôn. Rồi xong. Đẩy lại nha mọi người. Đẩy lại. Cái nước nó nằm trong đây nó đâu chảy ra đâu mà anh cần cái gì. Nước sẽ ra hoài nữa. Nó tràn á. Cái bầu là nước nó tràn luôn. Bây giờ hứng bằng cái gì? Cái dĩa của mình đâu, cái dĩa mình cái đứt chưa hết, mở lửa làm gì cho nóng dữ vậy. Các bạn bây giờ mình sẽ để một lớp giấy bạc này để cho mình hứng lại cái nước bầu của mọi người. Chút nữa mình sẽ ăn nước bầu, nước bầu nó sẽ rất là ngọt đó. Bây giờ mình đậy, là bắt đầu mình hấp nha, hấp trong vòng 15-20 phút nha các bạn. Rồi hoàn thành các bạn ơi. Ú nó mềm quá, nó súc luôn các bạn ơi. Súc. Wow. Yeah. Ăn chay em ngồi đó, sắp đũa, chén đũa các bạn. Hello, xin chào mọi người. Thiếu cái muỗng rồi. Em có cái muỗng nè. Hết hết rồi. Hết quá. Rồi bây giờ mày uống cho ngăn nha. Đá bầu
đó đi bầu đó. Bây giờ em hoàn thành cái phần món bầu à, bầu hấp đó các bạn. Miếng nó vừa ăn ngon lạc lạc cho thịt miếng ấy hơi lạc, hơi lạc anh cái nước bầu gì con ngồi xuống đi. Của ba, cái đó của ba. Ủa sao con lấy luôn vậy? Đẩy ra hả? Trời ơi, cô chú anh chị ơi, coi nè. Chàng ơi nè, của con bên đây nè, cái này của con. Nè, đó, rồi, ăn đi. Ừ, rồi, chả. Ok, nè, chả. Thật ra cái nước tương đây, cái gì? Rồi, con múc đi. Trời ơi, lanh hết sức luôn cô chú ơi. Rồi, được rồi con, ngồi ngồi ăn luôn đi. Múc ùm đi. Để mày dỡ cái nắp mày ra nè. Nè nè nè, bầu nè. Đẩy nó xuống. Ta ta ta. Cay cay. Đó, lật ra. Wow. Đẹp quá. Rồi nè. Đây mọi người ơi, xin mời mọi người nha nè, con bông miếng. Hết à, hết. Không ăn à, mẹ ăn nha, không ăn mẹ ăn nha. Ngon quá, thơm thịt bò. Giỏi á. Đổi, đổi chén nước tương thành chén cơm. Handy à mọi người, mỗi lần ai máy ăn là phải dụ vậy đó. Mình xúc vô. Rồi được rồi, mẹ được rồi. Được rồi. Nè có sắn rồi vậy. Đó đó. Rớt. Rớt gì nữa. Chơi đi con. Ừ, uống trước đi. Cái dính thịt trên đường nó mới ngon. Còn này nó mới dính thịt. Ăn tới cái phần bầu mọi người ạ. À? Bầu. À? Ngọt điểm luôn. Rồi trước cái đường hả? Ừ. Xài đường nào? Em có bắt bằng giá 14 ngàn. Ngon không? Bầu. Nó đi. Dạ cũng vậy đó. Dạ 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 dạ. Thôi sao trái bầu này vừa có nồi. Bị nổi đẹp. Đau quá. Nóng. Ờ nóng không? Bầu nè, ăn không? Ngọt á. Cái nước của nó còn ngầm quá rồi. Nó ngọt. Tớ là ớt tím mà. Ừ. Thơm. Thank you.
ok. Nước là ngày mai ăn phở rồi làm bún. Cái nước không làm bún như mắm chua ngọt. Nước mình ăn hết rồi làm sao mà ăn được, có nước nào giữ cái nước mà mai mà mình nó liệu rồi thấy thịt nó ra rồi, cái bầu nó ra nữa, rồi cà rốt nữa. Còn là đồ ngọt không? Hôm nay bỏ miệng rồi tắm là có bụng no tròn do. Nãy em tắm cho hên gì? Hên gì bụng lên tròn do mọi người. Nước mình gom hết trơn à. Bậy bạ hả? Ờ hết chú. Anh gì tắm á mọi người. Cái bụng tròn luôn. Nãy nãy mới cho ăn cơm xong. Rồi hai vợ chồng em mới ăn sao? Tại vì mỗi lần lên bàn ăn á, ảnh hay quậy lắm. Ảnh nhoi á. Ảnh nhoi cái mình lo cho ảnh không, cái mình ăn mâm cơm nó bị nguội á. Cho nên thường là cho em ăn trước. Rồi lên mâm cơm này em ăn thêm không mọi người? Thế? Ăn thêm. Đó. Không có chú thêm, ngồi lên quậy thôi à. Chứ no lắm rồi. Ăn có thịt bò nó đóng cái miệng mà dính cái miệng. Luộc nó mềm quá cái nó bị xúc cái đó là luộc. Ý là nói luộc nó mềm, cái mới đầu mình tính là nó dính nhưng mà nó mềm quá, cái nó xúc rồi luôn, không dính nổi. Làm gì? Mà em cắt cái bếp rồi móc vô thôi thôi. Nhét vô hả? Ừ. Chào quá. Nó đạp giờ mẹ. Đâu? Lỡ cái miệng ăn khó khăn ghê. Ý là lỡ cái mực nhỏ xíu. Ba, đấy. Không ăn hết. Thằng đi ăn không? Không ăn mẹ ăn hết chưa? Rồi. Ê, cá. Ừ, ra. Rồi đó. Múc đi. Múc cái đó đi. Hấp cái nó canh đi. Rồi được rồi. Rồi được rồi, múc đi. Hấp đi. Hấp cái canh cho bổ đi, cho sáng mắt. Bầu này vitamin nhiều lắm anh ha. Gì vậy? Cay nè con, ớt này. Mọi người thấy thương mẹ kìa không? Ba gấp không cho, kêu ba để xuống, bỏ vô chén của mẹ. Rồi, con ăn xong chưa? Bye bye cô chú ra đi. Tắt máy nè.
Mà mày ít chà. Nhờ ba cô chú nè. Cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi video của hai mẹ con em nha. Và bữa cơm của hai mẹ con em đến đây là hết rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye. Bye đi con kìa. Bye em.